Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, ngày 28 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao máy ấm biên cương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, ngày 28 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao máy ấm biên cương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Ngôi nhà được bàn giao cho bà Nguyễn Thị Quế, ngụ tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, là gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 75m² với tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng. Việc trao tặng nhà máy ấm biên cương đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn khu vực biên giới ổn định cuộc sống. Đây cũng là động lực giúp nhân dân vượt qua khó khăn, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.